Xin chân thành cảm ơn anh em đã đến với Đảo Canh Dị và tập 2 của bộ truyện Khang Lang Thang phần 16, phần mới nhất. Ở phần trước thì chúng ta biết rằng đang có một cuộc đại chiến cực kỳ là gay cấn, đi đến đâu giết đến đó của Thụy và Khang. Thêm vào đó hai nhân vật là Long Hồn và Ngọc. Trời ơi, nó gay cấn. Nhưng mà không, mọi chuyện nó không có dễ dàng như thế đâu anh em ạ. Trong tập cuối của phần này ngày hôm nay sẽ có sự xuất hiện của Hắc Thành Lân chắc chắn rồi. Vậy thì liệu Khang có dễ dàng hay không? Và mình bật mí nhá. Cuối chuyện có một cú plot twist cực kỳ là mạnh mà bạn sẽ phải ồ à thốt lên. Là không biết là sao tác giả Phan Thanh An lại có thể tài tình viết ra câu chuyện này như thế. Hãy cùng đón xem. Không dài dòng thêm nữa, ngay bây giờ chúng ta hãy đến với tập 2. Thế là quá trình truy đuổi của cả hai người đã dần tiến vào ngõ cụt. Cứ tưởng là không còn cách nào có thể bám theo dấu vết của bọn chúng được nữa. Cho đến khi là Khang nhớ ra trong tay mình vẫn còn một manh mối khác. Đó thì không ai, chính là nguyên hồn vừa mới thu về của một trong ba tên đệ tử tinh anh mới thu về bàn nãy. Thế là Khang bắt đầu thả nguyên hồn ra, rồi bắt đầu tra hỏi ngay. Lúc này Thụy và Long Hồn cũng đang giết hạ những tên thủ vệ cuối cùng. Càng đánh thì Thụy càng thấy đuối. Đến ngay cả Long Hồn khi chiến đấu với đám thủ vệ này cũng đều cảm thấy chật vật. Chứ huống hồ gì một người chỉ dựa thuần vào võ thuật. Có mỗi cái gậy kiếm phép mà Khang trao cho lúc ban đầu. Chống cự được đến chừng này để cầm chân cho Khang và Ngọc đuổi theo đối phương đã là quá giỏi rồi. Phía trước thì vẫn còn đó 6 tên thủ vệ nữa. Long Hồn lại lượn sát người Thụy, cất tiếng quan tâm. Còn đánh nổi nữa không đó Thụy mập? Thụy thở hổn hển rồi đáp. Còn chưa ăn nhầm gì mà. Nhưng phải công nhận là cái bọn thủ vệ là khó nhai thật đó. Toàn thân của Thụy bây giờ đã chi chít vết thương, máu đã đổ ra không hề ít rồi. Mặc dù là cũng nhờ long khí hộ thân đỡ đi phần nào, nhưng mà nhìn chung bây giờ bộ dáng của Thụy cũng khá là tè tua. Nó mới cầm thanh kiếm trên tay biến ra một cái chùy xích mà nói. Bọn này mặc giáp toàn thân, nên nếu không chém được phải có ngoại lực tác động đủ mạnh cho dư chấn ùn vào, làm tổn thương tụi nó. Long Hồn, chiến tiếp thôi. Nói là chiến tiếp thế thôi, chứ thật ra Thụy cũng đã đuối lắm rồi. Mới khi nãy vừa đánh một trận với 60 tên đệ tử nhập môn xong, bây giờ lại phải căng mình ra đánh nhau với 30 tên thủ vệ. Nếu mà không có Long Hồn trợ giúp thì coi như nãy giờ Thụy có 10 cái mạng cũng không thể nào tái sinh cho đủ. Nó lại tiếp tục lao lên quyết ăn thua đủ với 6 con thủ vệ còn lại, cũng bầm dập đầy người rồi. Vì đây là trận chiến sinh tử nên khỏi phải bàn về độ khốc liệt. Một mình Long Hồn lao đến phía trước, cố lùa 4 con thủ vệ để giảm bớt gánh nặng cho Thụy. Nhưng mà cho dù chỉ là chọi với 2 kẻ địch, nhưng mà dường như Thụy cũng không thể nào giáng sức nổi nữa. Mấy thủ vệ nhìn nó cầm cục chùy bằng xích, có vẻ khó khăn nặng nhọc. Hơi thở thì ngày một yếu dần, trông thoi thóp, như là người đang dùng chút hơi tàn cuối cùng để lay lắt sống mà thôi. Bọn nó mới liền khinh thường Thụy ra mặt mà nói. Kiệt sức rồi đó à? Tốt lắm, bọn ta sẽ giết mày thật nhanh và sang đó phụ các huynh đệ còn lại tóm sống con rồng. Dù sao thì Thánh Lân sau khi tái sinh cũng cần phải có bữa ăn đầu đời chứ. Còn gì tuyệt vời hơn khi mà Thánh Lân được ăn thịt long tộc, pháp lực sẽ đại tăng, chủ nhân của bọn ta sẽ có thêm một trợ thủ đắc lực rồi. Thụy vùng xích chùy đến để tấn công bọn nó, nhưng mà đều bị tránh né sang một bên. Anh mới điên tiết gào lên. Nói như thế, không lẽ nào thằng Đông đã... Đúng vậy, hắn ta đã sắp bị viên linh thạch Thánh Lân nuốt chửng nguyên thần. Chỉ một lát nữa thôi, tất cả sẽ được định đoạt. Long Hồn nghe vậy thì cũng lên tiếng kêu. Trên đời này kẻ muốn ăn thịt ta tính ra không có ít, nhưng phần nhiều cũng đã bị ta và chủ nhân giết sạch rồi. Các người có giỏi thì tới đây mà thử xem. Tên thủ vệ cười làm một tiếng đầy khinh khi. Không vội, đợi tụi tao dốc mỡ thằng mập này xong cái đã, rồi mới thấy chuyện lột vảy của mày, rồng con. Nói vừa dứt câu thì toàn bộ đám thủ vệ liền ào lên tấn công, đẩy lùi cả Long Hồn và Thụy. Trận này Thụy bị thương khá là nặng,
liên tục trúng đòn vào những chỗ hiểm địa. Dù cho là được Long Hồn giúp đỡ, nhưng mà Thụy cũng không thể nào hiểu được bản thân tại sao lại có thể trụ được đến tận giây phút này. Nó vừa lê tấm thân đầy máu, vừa đánh một cách rất là anh dũng. Hai con thủ vệ chia ra hai bên trước sau để tấn công cùng một lượt. Thụy thì do phần bị thương lại vác theo chùy nặng, nên cái chuyện né đòn là gần như không thể nào. Thủ vệ vung tay đấm móc một cú thật mạnh thẳng vào ngực nó mà kêu: "Chậm chạp như rùa thế này thì chỉ có nước làm bao cát cho người ta đấm thôi. Mày đi chết đi!" Cú đấm tác động vào một lực đạo cực kỳ là khủng khiếp. Thụy có cảm giác giống như xương ngực trong cơ thể mình nứt gãy hết ra vậy. Còn đứa thủ vệ ở sau thì cũng phóng lên vung một cước thật mạnh xuống thẳng lưng của Thụy. Long Hồn nhìn sang chứng kiến cảnh Thụy bị trúng đòn hiểm tử mà chỉ biết gào thét: "Không, Thụy mập, thần long thuật long ba động xuất!" Long Hồn mới tung đến một luồng trường lực cực kỳ là khủng bố, đánh trực diện vào hai con thủ vệ kia. Bọn nó bị chiêu vừa rồi của Long Hồn công kích cho hồn phi phách tán. Nhưng mà làm như thế thì chính Long Hồn lại để lộ sơ hở cho bốn thủ vệ kia tấn công. Lập tức bọn nó cũng chém liên tiếp nhiều nhát khắp thân của Long Hồn. Nó đau đớn giống lên một tiếng vô cùng thống khổ, rồi vung đuôi đánh thật mạnh vào một con thủ vệ. Miệng thì phun lửa, tay thì cào cấu, toàn thân phóng điện để cố giết hết đám thủ vệ xung quanh. Nhưng mà làm như vậy thì sức lực của Long Hồn cũng coi như cạn kiệt. Sáu con thủ vệ bây giờ đã chết 4 còn 2. Nhưng mà Long Hồn đã không còn một chút sức chiến đấu nào nữa rồi. Nó nằm gục xuống dưới đó, mặc kệ cho hai con thủ vệ còn lại vẫn đang đánh đập toàn thân nó một cách đầy dã man. Thụy thì bây giờ máu từ phổi đang trào ra không ngừng. Nó ngước mắt nhìn Long Hồn, ngón tay cố gắng với tới nhưng mà bất thành. Hơi thở yếu ớt, đôi mắt lờ đờ. Nó dần dần mất đi nhận thức và chìm sâu vào cơn mê. Trong cơn mê man bất tỉnh đó, nó như nhớ lại những lời lẽ mà người ta từng dùng để miệt thị ngoại hình của nó từ nhỏ cho đến lớn. Những lời nói ai cũng tưởng chừng như vô hại, nhưng mà lại có sức sát thương rất là nhiều. "Ê, Thụy mập, chạy đua không? Tao chấp con rùa như mày chạy trước 20 mét đó." "Sao em chậm chạp dữ vậy Thụy? Có mấy đường quyền mà đánh cà rê vậy biết bao giờ mới lên đai? Em tính thi rùa quyền đó à?" "Con rùa bé nhỏ yêu dấu của ba, con phải thật khỏe mạnh và sống tốt đó biết chưa? Ba thương con nhiều." "Chậm chạp như rùa thế này thì chỉ có nước làm bao cát cho người ta đấm thôi. Mày đi chết đi!" Những âm thanh đó cứ vang vọng mãi trong tâm trí của Thụy. Thần thức nó bắt đầu nhớ cảm giác muốn rời khỏi cơ thể. Thụy nghĩ là mình sắp chết rồi. Nó vừa nhớ lại bao nhiêu ký ức hiện ra trong đầu, vừa cất tiếng tự hỏi lấy bản thân: "Mình thật sự chậm chạp đến như vậy sao? Mình thật sự là một con rùa. Bao nhiêu năm nay mình cố gắng là vì cái gì chứ? Không phải để người ta thôi gọi mình là đồ con rùa hay sao? Thụy, Vĩnh Thụy ơi là Vĩnh Thụy, cuối cùng đến lúc chết đi mày cũng không thể nào thay đổi được suy nghĩ mà người ta đã gán ghép cho mày từ bấy lâu. Mày sống một đời này coi như đã quá uổng phí rồi." Thụy vừa mới cất tiếng thì thầm tự cảm thán bản thân xong thì ngẩng mặt lên nhìn trời xanh một lần cuối trước khi mà vĩnh biệt. Nước mắt nó chảy dài lăn trên má, bàn tay đưa lên như muốn bám níu lấy một đám mây bay. Chợt nó nhìn thấy hình ảnh của người cha quá cố thân thường đã mất hiện ra ngay giữa đám mây mà nó đang bắt lấy. Ông mới nở một nụ cười hiền dịu rồi nói bằng một chất giọng tràn ngập tình yêu thương: "Này, rùa con bé bỏng của ba, con không cần phải bận tâm trước những cái lời miệt thị như thế, càng không cần phải chú ý đến những lời nói đó mà phải gượng ép thay đổi bản thân làm gì. Cái cốt yếu của con người là nằm ở nhân cách, ở tinh thần. Còn về bề ngoài chỉ là hình tướng tạm bợ, chết là bỏ đi chẳng cần đến nữa đâu. Con hãy là chính mình, hãy hạnh phúc với những gì mình có. Hãy biến những lời miệt thị bản thân trở thành sức mạnh đi. Hãy mạnh mẽ lên là con trai, đứng lên giúp bạn con chiến đấu hết mình."
Tiếng nói về hình ảnh của cha lúc này giống như dòng nước cứ như thế mà chảy vào trong tâm trí của Thụy, quần quận không nguôi. Thụy cảm thấy là toàn thân tê dần, các giác quan như đang dần mất đi cảm giác. Đó chính là dấu hiệu của một người sắp sửa lìa đời. Thụy nghe lời cha dặn, nó cấu nắm chặt tay lại, môi mím vào nhau mà tự nói: mình không thể nào chết ngay lúc này được, Khang vẫn đang cần mình phải sống. Cha nói đúng, không việc gì mình phải để tâm những lời ấy cả. Mình vẫn là mình, không ai có quyền phán xét hết. Đúng như thế, mình tên là Thụy, Lâm Minh Vĩnh Thụy, là Thụy Mập, là một con rùa, là một con rùa, ta là một con rùa. Thụy cứ nằm đó và tự mình độc thoại nội tâm. Tiếng nói ngày một to hơn và hét lên ở câu cuối cùng. Hai tên thủ vệ còn lại định khuân long hồn đi giao nộp cho chủ, thì nghe tiếng Thụy phát ra cái câu nói trầm vang. Ngoái cổ lại nhìn thì cả hai gần như chết đứng, khi thấy toàn thân của Thụy bắt đầu tỏa ra kim quang sáng rực. Sau đó là một làn linh khí màu xanh lá cây bốc ra nghi ngút không ngừng. Thụy cảm thấy toàn thân giống như là có một thứ cảm giác gì đó rất là lạ. Phần xương ngực bị đánh vỡ, đột nhiên tự liền lại với nhau trong tức khắc. Phổi bị đánh cho dập nát, cũng đã thổi ra máu tươi. Cuối cùng là những cái vết thương ngoài da đang dần dần hồi phục trong chớp mắt mà thôi. Cái khả năng siêu hồi phục này, nếu mà đem ra so sánh với Khang ấy, thì chắc là còn nhanh hơn gấp 3 lần kìa. Hai tên thủ vệ liền bỏ long hồn xuống mà xông vào công kích Thụy Mập. Bọn nó vừa cầm đao vung tới chém vừa nói: con rùa khốn kiếp này, vẫn còn chưa kịp chết hay sao? Thụy đứng dậy lập tức chìa lưng ra đỡ. Lạ thay, khi lưỡi đao chạm vào lưng nó, chỉ nghe một cái tiếng keng phát ra. Tiếp đến là kinh lực của điểm tiếp xúc dần dần tỏa ra và phản đòn ngược lại hai tên thủ vệ. Tay của bọn nó tê dần đi và làm rất đau lúc nào không hay. Cũng trong lúc này thì toàn bộ thương tích của Thụy cũng hoàn toàn được hồi phục lại. Không những thế, nó có cảm giác sức mạnh của bản thân như tăng tiến rất là nhiều. Hai tên thủ vệ tiếp tục lao lên tấn công, nhưng mà lần này đã hoàn toàn khác xa so với bản nãy. Thụy mới dùng tay không chụp lấy hai thanh đao và rồi bẻ gãy luôn lưỡi đao trước mặt bọn chúng. Bàn tay chẳng hề có chút cảm giác đau đớn nào cả. Thụy giống lên một tiếng rồi mới hét: hôm nay bọn mày chắc chắn phải chết rồi đó, có mà chạy đằng trời. Thụy nhắm thẳng hai con thủ vệ mà ném hai lưỡi đao vừa bẻ gãy đến. Lưỡi đao nó găm thẳng vào lưng và xuyên ra phía trước ngực của bọn nó. Thụy mới liền vận sức thu hai lưỡi đao về. Thế là bọn chúng tiếp tục chịu thêm một lần đau đớn nữa. Lưỡi đao rơi xuống đất, còn thủ vệ thì ngã gục xuống, cất tiếng nói sau cùng trước khi chết: không, không thể nào, thằng Khang mới là nhân vật chính kia mà. Sau khi mà những kẻ địch cuối cùng chết đi, Thụy liền tức tốc lại chỗ long hồn kiểm tra tình hình. Long hồn vẫn còn sống nhưng mà đã yếu lắm rồi. Nếu mà không cứu chữa ngay thì chắc chắn là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tiếc là Khang không có ở đây nên không có long huyết của Trần Long cho long hồn uống được. Giá mà có Khang ở đây thì tốt rồi. Đột nhiên nói câu đó xong thì Thụy bất giác nhìn lại mình. Anh cũng đã có thay đổi, dù là không quá nhiều nhưng mà cũng có thể cảm nhận được rõ rệt cái sự thay đổi đó. Có lẽ là anh đã bộc phát sức mạnh của rùa và thức tỉnh nó, giống như là Khang thức tỉnh sức mạnh của rồng và có hai hình dạng mới, đó là Á Long Nhân và Trần Long. Nếu vậy thì bây giờ không biết là Thụy có được tính là Á Quy Nhân hay không. Nếu có thì chắc chắn là quy huyết của cậu cũng sẽ có chỗ hữu dụng. Cho dù là không tốt như long huyết chính gốc của Khang, nhưng mà nếu long hồn hấp thụ được thì chắc là cũng có thể trụ qua cái cơn nguy khốn này. Nghĩ là làm, Thụy nhặt vội một thanh đao gần đó rồi xoa đầu long hồn bảo: long hồn, ngài dùng đỡ quy huyết của tôi sẽ đưa ngài đến gặp Khang ngay bây giờ đó. Thụy mới lập tức dùng dao cắt vào tay mình một đường thật sâu, rồi sau đó kê tay cho quy huyết chảy hết vào miệng long hồn. Cho long hồn uống máu xong, Thụy hồi hộp cố chờ đợi kết quả. Tầm 2-3 phút sau đó, cuối cùng long hồn cũng đã tỉnh dậy. Nó nhìn Thụy thều thào mà hỏi: Chúng ta đã chết rồi sao? Cậu là... Thụy cười mỉm rồi mới đáp: đừng lo,
chúng ta vẫn còn sống. Tôi là Thụy đây. Thụy à, sao trông cậu có vẻ khác vậy? Thụy cõng Long Hồ lên vai rồi mới đáp. Tôi cũng không có biết nữa. Khi nãy cứ nghĩ là chết rồi, cho đến khi tôi nghe được lời nói của cha mình. Lúc đó tôi đột nhiên thức tỉnh được sức mạnh của loài rùa. Cũng nhờ đó mà khi nãy tôi mới dùng chính máu của mình cho ngài uống, rồi ngài mới tỉnh lại như thế này đây. Long Hồ nằm trên lưng của Thụy, vừa suy nghĩ lại mọi chuyện, đột nhiên hình như nó nhận ra điều gì đó, mới bật lên cười mà nói. Hiểu rồi, tôi hiểu ra rồi, thì ra là như vậy. Thụy vừa cõng Long Hồn chạy đuổi theo Khang, vừa thắc mắc hỏi lại. Hiểu cái gì cơ? Long Hồn liền bay lên cách Thụy một quãng không có xa, mới liền nói. Sức mạnh của tứ linh đang dần dần thức tỉnh, hiện tại đã có 2 trong số 4 tứ linh đã hiện diện rồi. Thụy mới ấp úng. Ý ông là... Ê, ông vẫn còn chưa khỏe, đừng có ham bay vội, leo lên lưng đi, để tôi cõng ông đi cho. Long Hồn mới đáp. Không sao, tôi đã đỡ nhiều rồi. Đúng như cậu nghĩ, cả cậu và chủ nhân của ta đều là 2 đại diện được chọn trong số tứ linh. Cậu là Quy thuộc mệnh Thủy, còn chủ nhân của tôi thì là Long thuộc mệnh Kim. Hiện tại còn Lân thuộc mệnh Thổ, Phụng thuộc mệnh Hỏa vẫn còn chưa có xác định. Quan trọng là điểm giao nhau thuộc mệnh Mộc vẫn không biết là do ai đang nắm giữ sức mạnh đó. Tứ linh nhưng lại ứng với ngũ hành, rốt cuộc đây vẫn là một điều uẩn khúc mà tôi chưa thể nào lý giải được đó. Nếu nói như vậy, không lẽ Lân chính là Đông, còn Phụng thì là Ngọc hoặc Mỹ Du à? Long Hồn trầm ngâm một hồi rồi lại đáp. Phụng thì tôi không có chắc, nhưng mà Lân thì không thể nào là Đông, vì anh ta vốn không phải là người Việt Nam, nên không thể nào có sự liên quan đến tứ linh. Khoan hãy nói về những chuyện này. Tôi đang cảm nhận được khí tức của chủ nhân tỏa ra rất gần đây rồi. Chúng ta sắp gặp được 2 người bọn họ. Thụy mới liền lấy tay đặt vào tim mình mà nói. Đúng vậy, hình như tôi cũng cảm nhận được vị trí của Khang. Dù không hề liên lạc với nhau, nhưng tôi vẫn biết được nó đang đứng chỗ nào. Thật là kỳ lạ đó. Chẳng có gì lạ cả. Tứ linh vốn là do duyên nợ nhiều kiếp với nhau tạo thành, nên chuyện có thần giao cách cảm thì cũng vốn là cái điều hiển nhiên. Họ ở ngay phía trước chúng ta thôi. Thấy rồi kìa, chủ nhân. Khang quay người lại thì thấy Long Hồn toàn thân xuất hiện chi chít những vết thương tích. Còn chưa kịp hỏi han thì Ngọc đã thấy Thụy có đôi chút khác thường. Biết được sự thắc mắc của cả hai, nên Thụy mới liền giơ tay ra vội giải thích. Tôi biết hai người định hỏi cái gì rồi. Chuyện dài lắm, để có thời gian tôi để kể cho nghe sau. Đại loại giờ tôi cũng là một á quy nhân rồi đó. Trả lời xong thì Thụy nhìn xuống, thấy Khang đang trị thương cho một linh hồn vừa lạ vừa quen. Nó cúi mặt xuống nhìn kỹ thì liền nhận ra ngay, vội vung chân định đá cho một cái thì Khang mới cản lại. Mày điên à? Giờ mà muốn cứu thằng Đông với đuổi theo 2 thằng kia thì chỉ còn cách là nhờ linh hồn của tên này chỉ đường thôi. Bây giờ nó đang ở trong thể linh trung ấm, ta phải giúp nó ổn định thần hồn kia đã. Khang vừa đáp lời Thụy, vừa truyền nội lực vào bên trong. Chẳng bao lâu thì nguyên hồn của hắn ta cũng khỏe lại, liền vội vàng quỳ tụp xuống trước mặt Khang dập đầu vái lạy mà bảo. Cảm tạ ân nhân đã không tính chuyện oán cừu khi nãy, mà còn ra tay cứu thần hồn của tôi. Ơn này tôi xin ghi nhớ đời đời kiếp kiếp à. Khang mới nhờ Ngọc dìu nguyên hồn của tên đệ tử đó đứng dậy, anh nhẹ giọng nói. Ông cũng đã thấy bọn ngạt nhân tộc nó như thế nào rồi đó. Huynh đệ đồng môn còn sẵn sàng ám toán lẫn nhau. Ông còn muốn bán mạng cho bọn nó chăng? Hắn ta mới thừa. Không, bây giờ tôi đối với bọn chúng chỉ có hận thù, không còn chút gì tình nghĩa nữa rồi. Xin ân nhân cho tôi được theo người, nương theo pháp lực của người, để chờ ngày đầu thai kiếp khác à. Vừa nói nó lại vừa quỳ xuống dập đầu. Khang có chút ái ngại nhìn sang Ngọc với Long Hồn, thấy cả hai đều gật đầu tán thành, anh mới bảo. Ông nghe đây, tôi thì không phải là người hẹp hòi nên sẵn lòng giúp ông độ nạn, nhưng ông thì cũng phải có lòng thành tâm hối cải. Nếu bây giờ ông phát thệ trung thành thì tôi mới tin những gì ông nói, bằng không thì tôi vẫn còn có cái sự đề phòng ở đó. Khang mới vừa nói hết câu xong thì tên tiểu tử đó liền đưa 3 ngón tay lên trời cất lời thề độc.
Tôi, Văn Hào, hôm nay ở giữa đất trời xin phát lời thệ, nếu có ai lòng gian dối với đạo nhân đây, liền ngay lập tức sẽ bị trời tru đất diệt, tứ mã phanh. Thôi được rồi, từng đó đủ rồi, chỉ cho bọn tôi đường để đuổi theo hai tên đệ tử tinh anh kia đi. Khang hỏi đến đây thì tên Hào này sắc mặt có lẽ là có chút ngập ngừng, nhưng sau đó cũng nói ra. Trần Nhân, dưới đó là một mật thất dẫn đến thẳng chánh điện của tộc chủ đại nhân. À không, của tên ác chủ mới đúng. Nhưng mà dưới đó thì cạm bẫy vô số biến hóa khôn lường, nếu không có chỉ dẫn thì không thể nào lên lại được mật thất. Nói cái khác là chỉ cần đi sai một bước chân thôi thì mật thất đó chỉ có xuống mà không có lên. Khang vuốt cằm lưỡng lự một hồi rồi mới bảo. Bộ nó ghê gớm vậy sao? Nhưng mà ông cũng là đệ tử tinh anh, bộ không biết đường à? Hào mới đáp. Biết thì cũng như không thôi, vì mỗi ngày cạm bẫy đều được răng khác nhau đi. Muốn đi thì phải gặp tộc chủ truyền cho khẩn dụ rồi mới đi được. Hắn ta làm như thế cũng chính là để hai vị nếu có đến đây thì cũng khó có thể cản trở được quá trình hắn tỉnh thức thánh lần. Tỉnh thức thánh lần? Phải, là quá trình bắt hồn phách của một kẻ tên là Đông, sau đó hòa lẫn hoàn toàn vào viên linh thạch của thánh lần. Cuối cùng thì viên linh thạch đó sẽ tự huyễn hóa ra một cơ thể chân lần để chứa đựng linh hồn thực sự của nó. Khang nghe như vậy thì biết là Đông đang gặp nguy hiểm cực kỳ. Nếu như để quá trình hòa trộn kết thúc thành công thì coi như hồn phách của Đông sẽ bị nuốt chửng mãi mãi, muôn kiếp làm nô lệ cho viên linh thạch thánh lần điều khiển mà thao túng. Điều đó cũng có nghĩa là một khi thánh lần, không, phải gọi là ma lần mới đúng, nếu như nó mà thật sự xuất hiện thì coi như không những chuyến đi lần này của Khang và Thụy coi như công cốc, mà còn khiến cho thế gian tương lai ắt khó có thể tránh khỏi một trường đại nạn do chính linh hồn của Đông bị thao túng gây ra. Khang thì không thể nào giữ được bình tĩnh thêm nữa, nó mới lập tức thúc giục. Mở cửa đi xuống mật thất nhanh lên. Tất cả thì đều có chút ái ngại, tên Văn Hào mới nói. Nhưng mà chủ nhân, xuống dưới đó. Mở ra mau. Khang hét lên như ra lệnh, làm cho nó không dám trái lời. Lập tức tiến lại một gần một tảng đá, đọc thần chú mở cửa ra ngay. Chỉ sau một bài chú ngắn thì lối đi xuống liền hiện ra. Khang nhờ Long Hồn mở Long Nhãn soi đường rồi bắt đầu đi xuống trước. Ngọc, Thụy, Long Hồn và linh hồn của Văn Hào cũng đi theo ngay phía sau. Vừa đi Khang vừa mở mắt âm dương ra soi xét thử, thấy không có gì lạ nên Khang định bước tới. Ngọc liền nắm tay kéo lại mà bảo. Để em thử cái đã. Ngọc dùng thuật phân thân mà Khang dạy cho, sau đó điều khiển thân ảnh của mình đi một vòng xem thử. Thấy không có cái gì, cô mới nói. Xem ra thì cần phải bay qua rồi, bay qua là sẽ không có vấn đề gì cả. Long Hồn kéo Thụy, anh yêu, đưa tay cho em đi. Khang mới đưa tay cho Ngọc kéo, rồi từ từ lướt lên trên không trung. Do sử dụng không thuật nên quỷ khí của Ngọc phát ra khá là nhiều. Điều đó vô tình khiến cho lão ngạt nhân tộc chủ phát hiện ra. Hắn ta biết nhưng mà cũng chả để tâm làm gì, chỉ nhỏ vào viên linh thạch thánh lần 3 giọt máu của bản thân, rồi cất giọng cười âm lạnh đầy ác độc. Cuối cùng thì tất cả đã hoàn tất. Bây giờ đây thánh lần của tao đã chính thức tái sinh. Sức mạnh lần này sẽ càng khủng khiếp hơn lần trước gấp bội. Phan Khang, hãy đợi đó, tao có món quà dành riêng cho nhà ngươi đây. Hắn ta mới chỉ cất lời xong thì viên linh thạch đã huyễn hóa trở thành một con kỳ lân đen to lớn, hùng dữ vô cùng. Nhìn bề ngoài thì nó không khác gì hình tượng chân lân của Đông cả, nhưng mà nét mặt bây giờ lại hung dữ và nanh ác hơn rất là nhiều. Đó không còn là Đông nữa rồi, hay nói chính xác hơn là chính từ giây phút này trở đi, coi như thế gian này đã không còn một ai tên là Đông từng làm đệ tử của Khang như trước nữa. Linh hồn của nó đã mãi mãi biến thành nô lệ của viên linh thạch thánh lần. Con kỳ lân vừa mới hình thành lập tức đã nhảy bổ vào bốn tên cận vệ xung quanh. Nó ăn thịt, uống máu, nuốt cả xương, tuyệt nhiên không để lại một chút dư sót nào. Thế là bữa ăn đầu đời của nó đã được thưởng thức sơ qua bốn mạng người.
ăn uống xong thì nó bắt đầu trở vào trạng thái cuồng chiến. Lão ngạc nhân tộc chủ trông như vậy cảm thấy rất là hài lòng mà liền ra lệnh: "Con ngoan, hãy mau đi đến mật thất, đem xác của toàn bộ bọn chúng nó về đây cho ta. Ngày hôm nay sẽ là ngày đầu tiên mà ta chính thức tiến một bước dài trong việc trở thành bá chủ của giới đạo thuật trong thiên hạ. Rồi cả cái đám danh môn chánh phái sẽ phải quỳ gối trước ta. Đi đi, hãy đi để thỏa mãn cơn thèm khát đi con trai." Con hắc lân mới gầm lên một tiếng rồi phóng đi mất hút. Trong chánh điện chỉ còn lại duy nhất một mình hắn với vài cái mảnh vải của đám cận vệ mà con hắc lân vẫn còn chưa kịp nuốt. Hắn ra cầm tấm vải lên và rồi nở một nụ cười hiểm ác: "Sau ngày hôm nay, bước đầu tiên trong đại kế hoạch của ta sẽ là thống nhất hệ phái Trung Nguyên. Đợi cho đến khi ta gây dựng đủ lực lượng thì mối nhục của ta với bọn mọi dân Đại Việt coi như cũng được trả đủ." Nhóm của Khang đang bay theo sự chỉ dẫn của tên Hào, nhưng mà chỉ mới đi được một đoạn không xa thì đột nhiên cả Khang và Long Hồn đều cảm thấy có tiếng động lạ. Thứ âm thanh ấy giống như một con quái vật đang chạy sồng sộc chạy tới đây vậy. Khang mới vội ra hiệu cho tất cả đứng lại. Bất giác nó nói: "Có kẻ lạ mặt đang tới đó. Nội lực của hắn ta vô cùng hùng hậu, tất cả mau lùi lại ngay." Long Hồn và Ngọc liền ngay lập tức bay lùi lại rồi hạ xuống. Cả Khang và Thụy đều đáp xuống mặt đất an toàn. Lúc này thì cả hai đã chuẩn bị tinh thần cho một trận quyết chiến rồi. Ngay trước mặt Khang là một con kỳ lân đen to lớn đang nhào tới vô cùng dữ tợn. Thụy mới vùng kiếm toàn lao tới chém thì Khang đã can ngăn ngay: "Đừng, con hắc lân đó chính là Đông đấy." Thụy há mồm kêu lớn: "Gì, mày nói thật đó à?" Khang khẽ gật đầu, ánh mắt tỏ rõ sự lo lắng. Nó mới bảo: "Đúng vậy, nội lực của nó không thể nào lẫn đi đâu được. Tao không có nhận nhầm đâu. Có khả năng là nó bị tẩy não nữa rồi đó. Tránh ra đi." Quả thật là Khang đoán không có sai. Con hắc lân đó không ai khác mà chính là Đông. Hay nói đúng hơn chính là Dương Hạo. Nó lao đến vồ vuốt tấn công nhưng đã bị Long Hồn đỡ lấy. Khang cũng phóng sang một bên. Lần này nó thấy hình dạng kỳ lân của Đông thì có chút biến đổi. Sừng thì to dài hơn, vảy thì đen và bóng hơn. Còn kích thước thì cũng to hơn lúc trước tương đối nhiều. Đông đang điên cuồng tấn công Long Hồn một cách vô cùng quyết liệt. Long Hồn thì vẫn còn bị thương bởi trận chiến kịch liệt với cái đám thủ vệ bàn nãy, nên bây giờ khó thể nào chống đỡ được những đòn công kích như trời giáng. Khang mới chạy tới gào to: "Đông, dừng lại đi, là sư phụ đây, Khang đây." Mặc cho Khang có kêu la cho đến khản cả cổ thì Đông cũng không hề nhận ra. Thậm chí là chính những tiếng kêu đó còn đang kích thích Đông tung ra những cái đòn ác liệt hơn trước. Long Hồn cảm nhận được trong đôi mắt của Đông không hề có chút hồn khí nào. Nó mới đáp: "Đừng gọi nữa chủ nhân ơi, cậu ta không còn nhận ra chúng ta là ai đâu. Tôi không còn cảm nhận được chút nào hồn phách của Đông nữa rồi." "Sao chứ, không thể nào, chuyện này là sao?" Lúc này thì linh hồn của tên đệ tử tinh anh Văn Hào mới lên tiếng nói: "Xem ra ngạc nhân tộc chủ đã giúp Viên Ngọc hấp thu hết linh hồn cậu ta rồi. Nói cách khác cho dễ hiểu thì linh hồn cậu ấy đã bị viên linh thạch đó giam nhốt, hoặc cũng có thể đã bị cắn nát hết hoàn toàn." Khang như đứng hình khi nghe được những lời mà Hào vừa nói ra. Nó vùng kiếm chém lia lịa mấy nhát vào không trung mà hét lớn: "Không thể nào, Đông rất là mạnh, làm sao cậu ta có thể bị giết dễ dàng như vậy chứ? Nếu như thế thì xác tân hắc lân này ở đâu ra?" Hào mới lại nói tiếp: "Xác thân thì cũng chính là từ viên linh thạch ấy hóa thành, linh hồn cũng chính là viên linh thạch thánh lân ấy. Nói cách khác, bây giờ Đông xem như đã hoàn toàn biến mất trên cõi đời rồi." Khang như không thể nào tin được những cái lời vừa rồi. Lúc này Long Hồn cũng đã bị hắc lân đánh trúng một đòn chí tử mà lăn lại chỗ Khang. Anh mới liền chạy tới đứng trước Long Hồn hóa thân thành Á Long, che chở cho Long Hồn một đòn chí mạng do hắc lân bồi vào. Khang mới gồng chặt tứ chi mà niệm:
thần long thuật kim cang á long khai. Toàn cơ thể của Khang lập tức cứng như là sắt thép. Anh căm tay lên đỡ lấy cái vồ kết liễu long hồn mà đông giáng xuống. Ngọc thấy vậy thì cũng kêu: Khang, coi chừng đó. Khang cầm chặt lên anh vuốt của Hắc Lân, rồi nhấc bổng nó lên, ném ra xa hàng chục mét. Sau đó thì niệm chú tu lại long hồn vào lưng mình. Hình xăm rồng bắt đầu hiện lên. Khang quay sang bảo với Ngọc: Em mau trở về bên trong túi âm dương nhanh lên, nơi đây nguy hiểm. Ngọc không những không nghe lời mà còn tiến lên phía trước mà đáp: Không, em sẽ giúp anh cản Đông lại. Nghe lời anh đi, Đông không còn chút thần trí nào nữa rồi. Thụy, mày giữ Ngọc lại cho tao. Hôm nay tao nhất quyết bắt cái viên linh thạch thánh lần gì đó ói trả lệnh linh hồn của Đông mới được. Đông, tao thấy cứu mày đây. Thần long thuật chân long dạng khai. Khang mới biến thành hình dạng chân long, rồi sau đó nhào đến thu hút Đông kéo nó sang một bên. Lần này là một trận chiến đấu giữa lân và rồng, giữa trắng và đen. Ngọc ngước mắt nhìn lên trên, trông thấy Khang bây giờ không còn giống như lúc trước nữa rồi. Ngọc và Thụy hồi hộp theo dõi trận chiến đang diễn ra vô cùng là khốc liệt. Khang chỉ dùng tốc độ bay lượn lờ rồi cố tránh những đòn công kích của Đông thôi, chứ nãy giờ nó vẫn chưa có tấn công đối thủ bất cứ một cái chiêu nào. Ngọc thì biết là Khang đang lo cho Đông nên có không có nỡ giả tay. Nhưng mà nếu cứ như vậy mãi thì cũng không phải là cách. Do quá sốt ruột nên Ngọc liền bay lên trên cao. Tấn công đi anh, Đông đã không còn linh hồn nữa rồi. Đó không phải là Đông đâu, mà là một con ác lân. Ngọc thì nghĩ như thế, còn Thụy lại có một suy nghĩ khác cho riêng mình. Đó là không biết mình có thể bộc lộ sức mạnh hóa thành một con rùa giống như Khang đang hóa rồng hay không. Nếu thực sự nó là tứ linh thì ắt hẳn cũng sẽ có được thứ năng lực kia. Nhưng mà làm cách nào để có thể khơi mở được thứ sức mạnh đó chứ? Đấy chính là điều mà Thụy còn đang chăn trở. Nhưng mà có điều Thụy có thể không biết hay là đã quên. Sở dĩ mà Khang có được năng lực hóa chân long như vậy là do là cậu đã có long huyết chân long trong người ngay từ khi còn nhỏ. Theo năm tháng dần trôi thì thứ long huyết đó dần dần len lỏi và thấm sâu ở xương tủy của Khang, nên là Khang mới có thể tự do hóa rồng được như vậy. Còn với góc độ của Thụy thì muốn được như Khang e rằng sẽ trải qua nhiều khó khăn hơn gấp bội lần. Trở lại với cuộc chiến thì nãy giờ đã gần 5 phút trôi qua mà Khang vẫn không thể nào tìm được sơ hở của Đông. Nó cũng chỉ vừa biết thủ vừa gọi Đông trong vô vọng. Ở dưới này thì linh hồn của Hào cứ liên tục kêu lên: Ân nhân, cậu phải chiến đấu thôi. Đừng cố gắng nữa, không còn cách nào. Trong thể xác đó không còn là linh hồn của Đông nữa rồi. Khang thì vốn hiểu rõ, nhưng mà cậu vẫn cứng đầu không có chịu nghe. Không hẳn là do cố chấp, mà là không nỡ lòng nào ra tay sát hại chính đứa bạn đồng nghiệp cũng như đệ tử duy nhất của mình. Khang đã mất đi cha rồi, không thể nào chấp nhận mình mất thêm bất cứ người thân nào nữa. Hắc Lân mới chớp cơ hội Khang đang suy nghĩ, liền lao tới vùng liền hai vuốt vào người. Tiếp đến là một đòn phun giá quả tấn công trực tiếp vào người Khang. Anh không có kịp tránh nên bị hưởng trọn cái đòn phun lửa đó. Sau khi đã bị thương bởi đòn tấn công, Khang liền sử dụng một cái tiểu trận cách ly để ngăn cản không cho bất cứ ai bước vào, mà chỉ có thể dõi theo. Lần này Khang nhắm mắt lại, sau đó hít một hơi thật sâu và rồi mới nói: Nếu mà đã không còn cách thức tỉnh được Đồng thì chí ít tao cũng phải thu được hồn khí của mày về để kết tụ cho mày được thể phách mà còn đầu thai. Thứ lỗi cho tao, tao không nhường được nữa rồi. Thần long thuật cuồng long bái vĩ xuất. Phần đuôi của Khang đột nhiên bốc cháy phừng phừng, nó lao lên trước mặt Hắc Lân và vung đuôi quất lia lịa. Những cái tiếng chàn chắc điếc tài cứ như thế vang lên đều đều. Lửa trên không trung từ đuôi của Khang rớt ra bay tứ phía, trông thật là đẹp. Hắc Lân bị Khang dí đánh nhưng không có đường đỡ. Lần này thì nó bồi thêm một đòn long hỏa trả ngược lại. Nó bị Khang đốt cho cháy xém cả mấy cái vảy. Khang dường như thấy được cơ hội, liền lao đến dùng toàn thân siết chặt nó lại giống như con chăn đang siết mồi vậy. Cả Thụy và Ngọc ở dưới đều vỗ tay hô to: Đúng rồi, siết nó đi anh, siết chết mãi áo đi Khang. Khang gồng cơ toàn thân cố siết cho thật chặt. Không những vậy mà Khang còn hút luôn năng lượng từ Hắc Lân tỏa ra nhằm để kiếm đường chạy thoát.
càng dãy giụa thì nó càng cảm thấy khó thở. Cứ tưởng như thế này thì con hắc lân kia sẽ tiêu tùng rồi. Nhưng không ngờ là ngay chính lúc này, Khang cũng đã đạt đến giới hạn của bản thân. Nó không thể nào giữ được hình dạng chân long thêm chút nào nữa. Khang cảm thấy tim mình như tắt lại, không thể nào đập nổi, toàn thân rã rời mất hết cả sức lực. Khang cảm thấy tim mình như tắt lại, không thể đập nổi, toàn thân rã rời mất hết sức lực. Cậu từ từ biến trở lại hình dạng bán long và rơi tự do từ trên cao xuống dưới đất. Cũng may là thần trí Khang vẫn còn nhận thức được, nên cũng kịp lộn nhào một vòng để tránh bị chấn thương. Hắc Lân đã thoát chết trong gang tấc. Nó nhìn Khang mà nổi cơn xung thiên. Tiếng hét gầm to vang xa đến tận cả chánh điện, nơi có lão ngạt nhân tộc chủ đang ngồi đó. Nghe âm thanh đó, lão ta liền đưa mắt ra nhìn bát nước bên cạnh, trông thấy Khang đã không còn chút sức lực nào rồi. Hắn ta mới cười giàn trá mà nói: "Đúng rồi đó con trai, hãy giết hết tất cả bọn nó đi." Khang một tay ôm ngực, một tay chống xuống đất mệt nhọc: "Tất cả mau chạy đi, nhanh." Ngọc hốt hoảng nhưng không hề hiểu chuyện gì. Vì chuyện gì mà tình thế lại xoay chuyển đột ngột như vậy? Thụy nắm tay kéo cô ra xa và rồi mới giải thích: "Là do hình dạng chân long vừa rồi đã làm cho Khang kiệt sức. Nó đã hóa rồng cũng 15 phút rồi. Bình thường mới có 5 phút đã không thể nào chịu nổi. Lần này 15 phút, chắc bây giờ đứng dậy còn không nổi nữa kìa." Ngọc nghe Thụy giải thích, cô liền lao đến thành của cách ly trận mà đập thùm thụp, vừa khóc vừa kêu: "Mở trận pháp ra, em muốn chiến đấu với anh, em không muốn anh phải chết một mình đâu." Hắc Lân lao tới vùng chân dậm một cái thật mạnh. Khang phóng ra một bên để tránh né mà đáp: "Chạy đi mau lên, mau tìm đến Thất Sơn An Giang, đến đạo quán của Ma Sơn Quỷ Môn, kêu họ bầu ra trưởng môn mới. Và hãy nhớ báo thù cho anh." Ngọc gào lên phản đối: "Không, không đời nào em lại để anh chết một mình như vậy." "Mập, tao giao Ngọc lại cho mày, bí kíp của tao ở nhà giao cả cho mày nốt, nhớ tu luyện cho kỹ nghe chưa?" Khang nói còn chưa hết câu thì đã bị con Hắc Lân xông tới đá thẳng một cước vào bụng, làm cho anh văng xa ra thêm chục mét. Khang mới hộc ra một ngụm máu tươi. Dù đau đến thấu trời thấu đất nhưng vẫn cố mò dậy than trách: "Con không mau chạy đi." Hết cách rồi nên Thụy đành liều mạng kéo cả Ngọc và Văn Hào bỏ chạy. Ngọc thì không muốn đi, nhưng mà lúc này sức của Thụy khỏe quá nên không có chống lại được. Cô bất lực nhìn Khang xa dần và rồi khuất hẳn. Lúc này lão ngật nhân tộc chủ thấy như vậy, chỉ nhếch mép cười mà bảo: "Muốn chạy sao? Đâu có dễ như vậy. Tinh anh thủ vệ, các người mau đi giết hết những kẻ này cho tao. Giết sạch, đến cả một mảnh linh hồn cũng không được bỏ sót, biết chưa?" Đám tinh anh thủ vệ liền vâng lời đi truy sát. Thụy lật đật sát một quỷ một ma, chạy nhanh xuống núi, nhưng mà trước mặt đều đã bị một đám thủ vệ chặn đứng hết cả rồi. Nó nghiến răng ken két mà chửi thề: "Mẹ nó chứ, không lẽ khi nãy giết còn sót à?" Một trong 10 tên thủ vệ liền lên tiếng đáp lại: "Người chớ nhầm lẫn với bọn ta và cái đám thủ vệ yếu ớt của đệ tử tinh anh kia. Bọn ta là thân cận của tộc chủ, địa vị còn hơn cả cái đám đệ tử đó đó. Huống chi chỉ là đám thủ vệ còn con." Thụy chưa kịp đánh thì Ngọc đã vác đại đao xông lên tiếp lời: "Nói nhiều để làm cái gì? Để tao trẻ tụi mày ra làm đôi cho biết mặt. Hôm nay dù cho có ta nổ nát phách thì tao cũng phải quyết báo thù cho cái chết của chồng tao, cái lũ súc sinh." Ngọc hoàn toàn hóa điên, toàn thân cô bốc lên quỷ khí vàng rực, chứ không còn là màu tím đậm như trước nữa. Một mình Ngọc lao vào giữa 10 tên địch xung quanh như một đóa hoa lan nở giữa một rừng gai nhọn. Càng đánh thì mức độ cuồng chiến của Ngọc lại càng được đẩy cao hơn. Và thậm chí lần này Thụy cũng được chứng kiến cảnh Ngọc tiến cấp từ quỷ áo tím để trở thành sơ bộ quỷ vương. Áo tím của cô đã biến thành một bộ phụng bào lộng lẫy, trên đầu mang cổn hậu uy nghiêm, chân mang phụng hài, tay thì có đinh chỉ quyền quý. Ánh mắt bắn ra cái sắc vàng kim rực rỡ, làm lóa mắt cả đám thủ vệ. Bọn nó nhìn hình dạng của Ngọc bây giờ mà kinh ngạc,
mắt chữ A mồm chữ O. Là sơ bộ quỷ vương, nó đã tiến cấp rồi sao? Ngọc nhe giữa cặp răng nanh đang chứa đầy quỷ khí của mình ra mà gào lên đầy chấn động. Tất cả đám chúng mày phải chết, tao sẽ giết hết, không bỏ sót một đứa nào cả. Quỷ phụng vi hành khai. Ngọc vừa sử dụng pháp thuật độc môn mà Khang đã dạy cho cô từ trước. Dòng dã cả năm trời tu luyện, cuối cùng cô cũng đã sử dụng được chiêu này. Sau lưng cô là một con chim phụng dáng hình uy nghi, quỷ lực cực lớn đang trực chờ tung cánh hủy diệt. Thủy cũng chẳng chịu thua mà nói: "Chị Ngọc, để em giúp chị một tay." Thủy cũng xông tới ứng chiến giúp Ngọc. 2-10, cuộc chiến diễn ra vô cùng cam go. Thủy rút ra thanh kiếm chém liên tục nhiều đường kiếm khí thật mạnh để mà tấn công đối thủ. Kiếm khí bay đến đâu thì cây cối đều bị đốn hạ đến đó. Ngọc điều khiển quỷ phụng công sát vô cùng hiểm độc. Từng đòn đánh ra không chỉ đơn thuần là đoạt mạng đối thủ, mà thậm chí còn là những đòn đánh khiến cho đối thủ phải chết bằng một cách đau đớn nhất. Chỉ trong nháy mắt thôi, Ngọc đã hạ sát 3 tên thủ vệ. Đứa thì bị đánh vỡ hộp sọ, còn có đứa bị cô xé toạc bản thân ra thành 2. Thụy có chút rùng mình khi chứng kiến thấy cảnh Ngọc ra tay tàn độc như vậy. Nó mới quay sang kiến nghị: "Chị Ngọc à, chúng ta mở đường máu ra chạy thôi. Nếu không lão già tộc chủ kia mà tới thì chết chắc đó." Ngọc mới la lên: "Thằng già đó mà tới đây càng tốt, chị sẽ giết luôn một thể." Từ dưới núi đột nhiên có một vật gì đó bay lên rất là nhanh mà tất cả đều không có nhìn theo kịp. Thậm chí nó còn va vào thẳng một tên thủ vệ, làm cho nó tiêu tán hồn phách ngay tại chỗ. Ngọc và Thụy chỉ kịp cúi rạp người xuống để tránh né. Thụy quay lại nhìn liền bắt gặp một hình ảnh cực kỳ quen thuộc. Nó cố gắng lẩm nhẩm và rồi nhớ ra: Là chiếc bình hỗn độn của thằng Khang mà. Nhưng mà sao nó lại tới đây? Khang bỏ quê kia mà. Không còn thời gian thắc mắc nhiều, Thụy phải tiếp tục chiến đấu với đám thủ vệ để tìm ra đường thoát. Thế rồi tiếp tục chỉ một lát sau, từ trên đỉnh núi lại bay xuống hình ảnh của 4 quỷ vương, trên vai đang vác theo một cái xác. Ngọc vừa nhìn là nhận ra ngay, cô mới nói: "Là 4 vị quỷ vương, còn người nằm trên vai họ là Khang. Khang sao?" Thụy cũng nhìn theo thì quả thật đúng là Ngọc còn nhìn thấy có một mảnh linh hồn nhỏ đang bám vào tay một vị quỷ vương đi theo. Đó không ai khác mà chính là Đông. Trong cái mảnh linh hồn của Đông đã rất là yếu ớt rồi. Thụy cũng vừa chứng kiến được, nó vô cùng ngạc nhiên mà thắc mắc: "Không phải Đông đã bị viên linh thạch đó thôn tính rồi sao? Chẳng lẽ..." Ngọc ngay lập tức bẻ đầu một tên thủ vệ, xong nó mới nói: "Mau đuổi theo bọn họ, em bám vào váy chị nhanh đi." Thụy bám vào vai Ngọc, rồi sau đó Ngọc liền bay ra 4 vị quỷ vương kia. Vừa đuổi theo cô vừa gọi, nhưng mà quỷ vương có vẻ rất là vội, chỉ quay đầu ra sau mà nói: "Cô về trước đi, chủ nhân và long hồn đang thập tử nhất sinh rồi. Chúng tôi phải đưa cậu ấy đi tìm Phan Biểu đạo nhân. Chớ đi theo, về nhà đi." Ngọc nghe lời của 4 vị quỷ vương nói xong mà chân tay bủn rủn. Khang đang ở trong tình trạng nguy kịch, làm sao cô có thể bỏ mặc được chứ? Ngọc nhất quyết đòi bay theo cho bằng được, nhưng mà liền bị Thụy ngăn cản lại: "Đừng chị ơi, nếu nói như 4 vị đó thì Khang vẫn sống mà. Khi nãy chúng ta cũng có thấy Đông, thì có nghĩa là bằng một cách nào đó Khang không những đã chiến thắng được Hắc Lần mà còn đem được linh hồn của Đông về đó. Phan Biểu là ông cố của Khang làm tiên trên trời, ông sẽ có cách để cứu Khang. Chị đừng có quá lo mà." Ngọc mới phần vần: "Nhưng mà chị không có an tâm." "Không an tâm cũng không được. Chị là quỷ mà đi theo lên tiên giới thì chị nghĩ còn sống nổi không đó? 4 vị đó là lính của ông cố Khang nên mới không sao. Chúng mình chỉ còn cách là về nhà đợi thôi. Chị phải có niềm tin ở Khang chứ. Nó sẽ bình an trở về." Trở lại cách đây chừng 20 phút trước, khi Khang đang bị Hắc Lân ép đến đường cùng, không thể nào chống cự được nữa rồi. Nó cũng đã gần như kiệt sức nên coi như là chết chắc. Hắc Lân nhảy sổ tới tung móng vuốt toàn đoạt mạng Khang. Anh chỉ kịp hét lên một tiếng duy nhất: "Đông!" Móng vuốt của Hắc Lân dừng lại ngay trước mặt Khang.
nó cách trán của cậu còn chưa tới 3 cm. Lúc này Khang Thác Lân đột nhiên khựng lại, toàn cơ thể bắt đầu run run. Khang nghe như có một giọng nói quen thuộc nào đó cất tiếng với mình. Khang, giết tao đi. Sư phụ, giết con đi. Khang ứa nước mắt, nó đứng dậy ôm chầm lấy con Hắc Lân, nhưng liền đã bị Đông đẩy ra. Nó mới nói, tao không thể nào điều khiển được viên linh thạch đó. Linh hồn bị nhốt lại rồi. Tao phá hết linh hồn của mình để nó không làm hại được mày. Giết tao đi. Giết tao đi Khang. Không, không bao giờ tao làm như vậy. Tao không thể ra tay giết mày được. Đồng đáp lại trong nỗi đau vô cùng giằng xé. Tao xin mày đó, đằng nào tao cũng chết cả, nhưng tao không muốn chết trong tù ngục thế này. Ra tay hay để tao chết một cách tự do. Còn Hắc Lân bây giờ như phát điên, nó đang phải chống cự lại sự trỗi dậy đầy bất ngờ của Đông. Lúc này thì lão ngạt nhân tộc chủ cũng nhận thấy điều bất ngờ, hắn mới cau mặt gắt. Thủ vệ của ta thì đang bị giết. Không lẽ đến Hắc Lân mà ta cố công tu luyện cũng bị tiêu diệt sao? Đừng hòng Hắc Liên tật ma lực Thánh Lân khai. Pháp vừa được niệm xong thì bên này Đông đột nhiên kêu la quằn quại. Cơn điên của Hắc Lân càng ngày càng dữ dội, nó bắt đầu tấn công đến mọi thứ xung quanh. Đông nói như là ai đang cắt tiết mình vậy. Lão tộc chủ bắt đầu khống chế tao rồi đó. Giết tao nhanh. Nếu chậm trễ thì sau này mày không còn cơ hội để giết được Hắc Lân đâu. Nó mạnh lắm. Khang không nỡ lòng nào ra tay. Đông điều khiển con Hắc Lân ủi thẳng vào tường. Và rồi mới nói, mày muốn nó đầy đọa tao tới chết tại sao hả thằng chó? Hay để tao đồng quy vô tận với con Hắc Lân này đi. Tao xin mày đó. Khang nhắm nghiền mắt lại, nó lấy từ trong túi ra 3 cái lá lam phủ, rồi khẽ nói trong nước mắt. Được rồi Đông, tao sẽ hóa kiếp cho mày. Tao xin lỗi. Tam thành sát quỷ phù khai. Làm đi. Khang vừa thúc động xong thì 3 lá lam phủ hóa thành nhân ảnh của Tam Thanh Đạo Thánh. 3 hình bắn ra 3 đạo hào quang cực mạnh về phía con Hắc Lân. Lúc này bình hỗn độn cũng vừa bay tới chỗ Khang. Trong bình mới xuất ra 4 vị quỷ vương đứng bên cạnh. Họ thấy Khang thúc động một lượt đến 3 lá lam phủ, liền tái xanh mặt mày, hốt hoảng mà nói. Chủ nhân, không được làm như vậy. Cậu làm như thế là tự sát đó. Khang không có quan tâm, mà nó chỉ đáp lại. Các ông còn không phụ giúp tôi một đòn để kết liễu con Hắc Lân đó đi, mà còn đứng đấy làm gì vậy? 4 quỷ vương cũng hợp sức lại, tung ra một đòn cực mạnh để giúp đỡ cho Khang. Lần này Hắc Lân phải chịu cả 2 đợt công kích vô cùng khủng bố, toàn thân của nó đều bị đánh cho tan tành. Khang đứng đó nhìn mà khói đen tỏa xung quanh, đôi mắt đã ướt đẫm 2 dòng lệ. Nó chỉ kịp nói ra 2 chữ cuối cùng, Trực Lục ngã xuống dưới đất ngất lịm đi lúc nào không hay. Cảm nhận được hơi thở của Khang đang rất là yếu, mạch đập khi có khi không. Thế là 4 quỷ vương liền cấp tốc đưa Khang đi tìm gặp ông cố của cậu ngay. Nếu không nhanh thì không khéo, nhà nó lại có thêm 1 cái đám mà nữa mất. Đang lúc chuẩn bị đi thì thấy có một mảnh linh hồn của Đông xuất ra ngoài. Quỷ vương thấy như vậy liền thu lại rồi đem đi luôn. Bình hỗn độn thì sẽ có 1 vị đứng trước cầm. Cứ thế mà cả 4 vác Khang bay một mạch lên tiên giới, tiện đường xuống núi chứng kiến cảnh Ngọc và Thụy đang đánh nhau. Nhưng do quá gấp gáp nên không kịp nói năng gì cả, phải chờ đến lúc cho Ngọc và Thụy đuổi theo tới gần cổng trời rồi thì mới kịp thông báo. Nhìn Ngọc và Thụy cũng đã tìm đường bay về nước rồi thì 4 quỷ vương mới an tâm vác Khang tiến vào cổng trời. Vừa đến nơi thì đã gặp mấy tên lính canh ra gặng hỏi. Vị quỷ vương đứng đầu liền lên tiếng quát, cho bọn ta gặp Phan Bửu Đại Tiên, có việc rất gấp cần ông ấy giải quyết đây. Mấy tên lính canh cổng nhìn thấy 4 vị quỷ vương nên có ý tỏ ra khinh mạn mà nói, dòng quỷ hồn âm bình thì nên ở chốn Diêm La địa phủ, vì cớ gì mà dám vác người phạm trần lên tợ trên đây
để kiếm đại tiên. Cút! Đại tiên không phải là người các người muốn gặp là gặp, muốn nhờ vả là nhờ vả. Câm mồm đi! Ngươi có biết bọn ta chính là đệ tử của đại tiên hay không? Người nằm đây là cháu nội bốn đời của ông ấy đó. Còn chậm trễ nhớ chủ nhân nhà ta có mệnh hệ gì thì các người ăn nói thế nào với Phan Biểu đại tiên? Bọn lính canh mới nghe thấy vậy cũng có chút nửa tin nửa ngờ mới bảo: ăn nói hàm hồ, có gì để chứng minh? Quỷ vương xoay lưng của Khang lại, sau đó đưa tay chỉ vào hình xăm long hồn trên lưng mà bảo: bộ hình xăm của Phan Khang mà các người còn không nhận ra hả? Hỗn xược! Đám lính canh nhìn thấy vậy xác nhận đúng là Khang, mê liền nhanh chóng tránh đường cho quỷ vương qua. Vừa chạy đến phủ của chủ nhân thì đã thấy ông ấy ngồi chờ sẵn, miệng thì liên tục thúc giục: trời ơi, bọn bây nhanh nhanh lên, không thằng nhỏ nó chết queo bây giờ, đưa nó sang bên đây. Ủa, có cái thằng nào đây? Bốn vị quỷ vương đặt Khang nằm trên một tấm đá tiên rồi mới đáp: là linh hồn của thằng Đông đó thưa chủ nhân. Ông cố nhìn mảnh hồn phách còn lại của Đông mà thở dài ngao ngán: tội nghiệp cái thằng nhỏ ngan, bị bọn ngạt nhân tộc nó hại cho lên bờ xuống ruộng, đến nguyên hồn thì 10 phần cũng mất hết 9 rồi. Chuyến này coi bộ là hơi ban căng ngan. Nói xong thì ông mới thu linh hồn của Đông vào trong tay áo, sau đó lật lưng Khang kéo long hồn ra thả vào trong bể nước ngay cạnh đó. Quỷ vương mới thắc mắc hỏi lại: tiểu chủ nhân đi vào tận sào huyệt của bọn ngạt nhân tộc để cứu Đông cho nên mới thành ra như vậy, sao chủ nhân không trợ giúp một tay? Thậm chí khi nãy bọn con còn bị đám canh cửa ngoài phủ làm khó làm dễ nữa kìa. Ông cố vừa lấy thuốc tiên giã nhỏ đắp vào vết thương cho Khang và đáp: cũng đừng có trách bọn nó chịu cho nó tội, tụi nó cũng chỉ làm công ăn lương thôi. Còn tao hiện giờ bị thiên đình quản chặt quá, không có bước chân đi ra ngoài được, phải ở trong phủ lén lén xe mây nhìn xuống trần gian kìa. Sao mà lại nên cớ sự đến như vậy ạ? Ông cố thở dài mà đáp: cũng do tao thương con thương cháu quá nên lén lút bay xuống với tụi nó hoài, đâm ra kiểm diện điểm danh vắng liên tục mới bị hạ tín nhiệm đó. Thiên đình sợ tao phạm luật hạ trần, can thiệp nhân gian quá nhiều nên mới phái cái đám linh cành đó đến để coi giữ mà. Mang tiếng là tiên chứ cũng có làm được cái gì đâu. Đợi tháng sau tín nhiệm nó tăng trở lại đã rồi mới được thong thả. Mà tính tới cái chừng đó thì cái thằng Khang nó 40 tuổi mất rồi. Vừa nói ông liên tục đắp thuốc vào khắp người cho Khang, đôi lúc còn hít hà xót dạ. Đánh đấm cái kiểu gì mà xém chết mấy lần, long hồn thì cũng te tua vì nó không ít đợt. Lát tao đưa tụi bay ít linh thạch ra về nhớ dúi vào tay mấy thằng lính canh cửa để tụi nó im miệng, nghe chưa? Quỷ vương nghe vậy mới thắc mắc: linh thạch của tiên giới như nào vậy ông? Có giống như linh thạch của quỷ giới không ạ? Nó y chang như tiền giới hạ giới thôi. Làm quan trên trời thì được trả công bằng linh thạch để tu luyện. Nói chờ tháng này còn chưa đóng tiền nhà nữa nè. Rồi đó, tạm thời như này là ổn, độ khoảng vài tấn nó khỏe lại liền à. Tụi bay tranh thủ ra về liền đi, không an ninh khu vực nó bắt được là chết cả lũ nghèn. Mà khi thằng Khang tỉnh lại thì nhớ truyền lời là ông cố dặn, đề phòng với mọi thứ xung quanh, kể cả là những gì nó cho là an toàn nhất. Rồi đó, đi đi. Bốn vị quỷ vương mới vác Khang lên rồi hành lễ ra về. Ông cố liền sâu tay lại nói: Khỏi chào hỏi, đi liền ngay. Thằng Đông với long hồn để đây tao lo cho, tầm 3 năm nữa nó mới về được, kêu là nó tự thân vận động đi nghe. Quỷ vương mới vâng lời đem Khang trở về trước. Trước khi ra khỏi cửa cũng không quên cho mỗi tên linh canh một người 2 viên linh thạch làm quà. Khỏi phải nói thì mấy đứa đó vui phải biết, còn thăm hỏi ngược lại rất là nhiệt tình. Sau khi đưa Khang về tới nhà thì đã thấy Thụy và Ngọc đang chờ sẵn. Nghe tin Khang đã được ông cố cứu sống trong gang tấc, cả hai đứa vui mừng, luôn ở bên cạnh Khang chăm lo tận tình hết mực. Một vị quỷ vương đặt bình hỗn độn lên trên kệ sách rồi dùng tâm ngữ để nói chuyện với Khang: chủ nhân, lão tiên chủ sai tôi truyền lời cho cậu là sau này cần phải đề phòng với tất cả mọi thứ, kể cả là những thứ mà cậu cho là an toàn nhất. Chúng tôi phải về rồi, vài tuần nữa khỏe lại, cậu nhớ về thắp cho bố cậu một nén nhang nha. Ông ấy cũng mong cậu về thăm lắm đó. Một lát sau Khang tỉnh lại thì đã thấy mình ở phòng rồi.
tầm vài phút sau thì cậu mới bắt đầu định thần và nhớ dần dần lại mọi chuyện. Thụy và Ngọc luôn luôn ở bên cạnh chăm nom nãy giờ. Khang có hỏi mấy cái vị quỷ vương đang ở đâu thì Thụy đều bảo là họ đã về cả rồi. Anh mới nhìn lên chiếc bình hỗn độn đặt ở trên kệ, vội lấy nó xuống cất vào trong túi âm dương. Anh mới hỏi: Sao tao về được đây hay vậy? Ngọc đáp: Là bốn vị quỷ vương đưa anh lên trời, gặp ông cố nhờ ông ấy trị thương dùm, rồi đưa anh về đây đó. Họ cũng chuyển lời long hồn sẽ ở lại cùng ông để đưa đi tắm bồn long, để đưa đi tắm bồn long trì trị thương, 3 năm nữa mới trở về. Khang nghe xong mà trong lòng có chút áy náy xấu hổ, nhìn lên trời qua lăng cửa sổ tự cảm thán: Chắc lần này long hồn bị thương nặng lắm nên mới đi đến tận 3 năm. Nói xong thì Khang cũng ngồi xuống kể lại chuyện mình thoát chết như thế nào, và không quên nói chuyện đông vì nghĩa diệt thân, cam chịu hy sinh để tiêu diệt hắc lần. Nghe vậy Thụy cũng nói chuyện mình và Ngọc chứng kiến một phần hồn phách của đông bay lên trên trời theo các vị quỷ vương tìm gặp ông cố. Khang mới nghe Thụy nói mà mở cờ trong bụng, nó vui sướng kêu lên: Hồn phách của đông vẫn còn, tức là sau khi được ông cố hồi phục thì có thể đem nhập lại thân xác vào trong túi âm dương rồi, đồng vẫn còn sống. Đúng vậy, nhưng cái điều mà tao lo bây giờ là không biết sau khi bị mày tiêu diệt mất con hắc lần mà hắn đã cố công tu luyện, thì lão ngạt nhân tộc chủ đó có còn dở thêm ra âm mưu thủ đoạn nào nữa chăng? Nghe Thụy nói xong thì Khang bỗng trầm mặc. Quả thật là nó không biết, và cả Ngọc, cả Thụy, dĩ nhiên hai người họ cũng đều không ai biết. Bấy giờ tại trong cái gian chính điện đã bị lật đổ tang hoang do chính cơn nóng giận của lão ngạt nhân tộc chủ. Hắn ta ngồi ở đó, đầu tóc bối xù, bù xù rối ren, trên miệng vẫn còn dính một ít máu khô. Tay trái đang cầm một viên linh thạch màu đen lấp lánh. Hắn cất ra tiếng hét giận dữ khiến cho chim chóc phải rùng mình: Phan Khang, người đã ép ta phải đi đến giới hạn của bản thân. Ta sẽ không để yên như chuyện này đâu. An Nam tứ chấn, nếu không có viên linh thạch thánh lân ở trong tay thì đừng hòng khai mở được đại bố cục chấn niệm linh thú. Chính ngươi đã ép ta phải nghịch tiền. Được lắm, 3 trên 4 tư linh đã xuất hiện rồi, chỉ còn mỗi Phụng mà thôi. Vậy thì đừng hòng ta để cho chuyện đó xảy ra. Cao Cường à, chuyện này ta buộc phải làm chuyện có lỗi với nhà ngươi rồi. An Nam tứ chấn nhất định sẽ mãi mãi bị vùi chôn dưới sức mạnh của Vu Nhân Ngạt Tộc. Và vô cùng là gay cấn đúng không nào? Chúng ta sẽ đón chờ những cái gì hay nhất, hấp dẫn nhất ở phần tiếp theo. Cái phần này thì chúng ta biết tại sao Thụy lại có một cái sức mạnh kinh khủng tởm đến như thế. Hóa ra Thụy cũng là một trong tử linh, đó chính là con rùa. Rất là hay đúng không? Đoạn đầu thì thấy hơi ảo nhá, nhưng mà từ cái đoạn giữa chuyện, có nghĩa là từ cái đoạn tập 2 này trở đi này, chúng ta thấy mọi thứ hợp lý hơn rất là nhiều. Và Khang đã phải một pha mém chết, và tất nhiên là anh lại tỏa ra hào quang của bên chính, méo thế nào mà chết được khi lại được cụ cố cứu. Và cái đoạn mà lên tiên giới buồn cười vãi cả nồi, tôi thề với anh em, tiên giới kiểu méo nó gì mà lại còn có cả điểm tín nhiệm rồi đi hối lộ cho lính canh cửa các thứ, vô cùng hấp dẫn và hay gay cấn đúng không? Về video này bạn thấy như nào? Và về phần Khang Lang Thang mới nhất này, bạn có cảm nghĩ như nào? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Thêm vào đó đừng quên like và share video này và subscribe Đảo Kinh Dị ngay lập tức. Chân thành cảm ơn anh em đã đón xem bộ truyện Khang Lang Thang.